Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video chữa bài đọc 7 câu. Và phần đầu của video này, chúng ta sẽ cùng đọc cho cô phần thông tin đầu tiên chọn văn để xem chủ đề văn là gì. Nhờ, cô sẽ có như sau. Cô có từ COVID-19 event imposing serious challenge for Association of South Asian Nations in 2020. Thì cô sẽ có như sau. COVID-19 event nghĩa là gì đây? Nghĩa là cái đại dịch COVID-19 này, đúng không ạ? Đang làm sao đây ạ? Cô có cái cụm từ như sau này. Cô có cái cụm từ là pose, ok, challenge for somebody something, nghĩa là gì? Đặt ra thách thức cho ai, cho cái gì? Và dịch là đại dịch COVID-19 này, đúng không ạ? Đang đặt ra những thách thức rất là to lớn cho gì đấy ạ? Cô có từ association, ghép về từ South Asian Nation, nghĩa là gì ạ? Cho tổ chức, đúng không ạ? Cho cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, nhỡ trong năm 2020, nhớ. Đợi cô một xíu để cô tắt cái loa máy tính đã. Rồi, cô có như rồi. Đại dịch COVID-19 đang gây ra thách thức lớn cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nhớ, viết tắt là ASEAN năm 2020. Nhưng mà Việt Nam, nhớ, hiện đang là gì đấy? Cô có từ là từ current. Thì với từ là current ASEAN chair, nghĩa là gì đấy? Đang là, nhớ, hiện đang là từ với tư cách là chủ tịch, nhớ, của cái tổ chức ASEAN này. Thì đang cố gắng, chúng ta có cái cấu trúc là, dạ, cô có cấu trúc là try to something, cố gắng làm gì? Dạ, đang cố gắng làm sao đấy? Cô lại có cái cụm từ đó, cụm từ make the best, nghĩa là gì đấy? Đang cố gắng làm sao đấy? Làm tốt nhất như có thể. Dạ, đang cố gắng làm tốt nhất như có thể trong cái situation. Cô có từ situation, nghĩa là tình hình này. Dạ, và demonstrate. Cô có từ demonstrate, nghĩa là thể hiện được cái leadership, cái tài lãnh đạo của mình. Dạ, thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình. Cô có từ leader, dạ, là nhà lãnh đạo. Thì cô có từ leadership, nghĩa là khả năng lãnh đạo. Yeah. Tiếp này cô sẽ có như sau này. Nó gì cả? Vì năm 2020, yeah, làm sao đây ạ? Vì năm 2020 là diễn ra, đúng không? Trong một cái review, cô có từ midterm, ghép với từ review, nghĩa là gì đây ạ? Vì năm 2020 diễn ra cái cuộc họp đánh giá giữa kỳ, trợ về cái việc gì đây ạ? Cô có từ implementation, nghĩa là gì? Cái việc thực hiện, làm sao đây ạ? Nếu cô có từ là từ community, nghĩa là cộng đồng ASEAN. Nếu cô có từ building, nghĩa là xây dựng. Chờ cô có từ blueprint, nghĩa là gì đấy? Chờ cô có từ blue, với cái từ là blueprint của chúng ta nghĩa là gì đấy? Giờ chúng ta sẽ có từ blue ghép với từ. Chờ cô sẽ có cái từ ghép là blueprint, nghĩa là gì đấy? Nghĩa là cái kế hoạch, nhờ, cái kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN 2015-2025. Nhờ, nên là Việt Nam chọn, nhờ, chọn cái gì đấy? Chọn cái chủ đề. Cái chủ đề là gì? Đó là, nhờ, cái chủ đề là cohesive. Nhờ, cô có từ cohesive nghĩa là gì đấy? Nghĩa là gắn kết và gì ạ? Và responsive. Cô có từ responsive nghĩa là gì? Thích ứng. Nhờ, là với chủ đề là gắn kết và chủ động thích ứng. Nhờ, trong cái nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Nhờ, cô có từ là từ chairmanship. Nhờ, với từ là chairman, đây là chairmanship nghĩa là gì? Nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Vì thế cô sẽ dịch cả cái đoạn văn số 1 của chúng ta như sau. Hoặc là đại dịch COVID-19 đang gây ra những thách thức to lớn cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong 2020. Nhưng mà Việt Nam với cái vai trò là chủ tịch nhợ của, với cái vai trò gì? Nhưng mà Việt Nam thì với cái vai trò là chủ tịch nhợ đương nhiệm nhợ của cái tổ chức này đang cố gắng nhợ, đang cố gắng làm sao? Làm tốt nhất có thể trong cái tình hình này nhợ, và thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình. Chợ vì năm 2020 diễn ra cái cuộc họp đánh giá giữa kỳ, nhớ, giữa kỳ về cái việc thực hiện cái gì đấy, thực hiện cái kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025. Nên là Việt Nam chọn cái chủ đề là gì đấy? Chọn cái chủ đề là gắn kết và chủ động thích ứng nhớ, trong cái nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là bài này của chúng ta sẽ là bài thuộc chủ đề về các tổ chức, nhớ. Và cái bài này của chúng ta nhờ, bài này của chúng ta sẽ là bài thuộc về chủ đề các tổ chức này. Nhưng mà nó sẽ xoáy về cái vấn đề, đó là vấn đề về đại dịch COVID-19. Thì cô sẽ có như sau. Sau khi chúng ta xác định được chủ đề lớn của đoạn văn rồi, em sẽ làm cho cô từ câu số 2 trở đi. Với câu số 1, người ta hỏi là main topic, chủ đề chính của đoạn văn này để lại cho cô nhờ. Thì khi mà chúng ta trả lời được hết 6 câu hỏi kia thì em sẽ xác định được chủ đề của đoạn văn này. Nhờ cô có với câu số 2 thì sao? Chờ, với cái câu số 2 chúng ta có như sau này. Nhờ. Với câu số 2 người ta hỏi em đó là cái từ sao ấy? Cô có từ đó là từ priority. Chờ, với từ là priority của chúng ta nghĩa là gì đấy? Với từ priority nghĩa là gì? Chiến lược của Việt Nam. Nhờ.
là những cái dịch là những cái sau đây là những cái cô có từ priority, sorry, cô có từ priority của chúng ta nghĩa là ưu tiên, là dịch là những cái sau đây đúng không ạ, là những cái ưu tiên của Việt Nam, như identify, cô có từ identify được nghĩa là gì, nghĩa là được xác định trong cái gì, trong cái speech. Cô có từ speech là danh từ của động từ speak, nghĩa là gì, bài phát biểu của prime minister. Cô có từ prime minister nghĩa là gì, ngài thủ tướng, ngài bộ ngài ngài thủ tướng đúng không? Dịch như sau, những cái dưới đây là các ưu tiên của Việt Nam được xác định trong cái bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoại trừ. Vậy thì cô sẽ có như sau này, có nghĩa là sẽ có ba trong bốn cái này thì có trong cái những cái ưu tiên nhỉ, trong cái bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vậy thì cô sẽ làm theo kiểu tịnh tiến từng phương án một nhỉ. Cô có ý là cô với từ developing nghĩa là gì, phát triển gì ạ, cô có từ international peace and security and stability nhỉ, cô sẽ có như sau này, cô có là developing là phát triển về international, cô có từ international ghép với từ peace nghĩa là gì đấy, hòa bình quốc tế nhá. Rồi tiếp này cô có từ security nghĩa là an ninh và cái gì đấy, và stability nghĩa cô sẽ có từ stability của chúng ta nghĩa là gì, ổn định, thì có dịch là phát triển hòa bình an ninh và ổn định quốc tế nhá. Ý B của cô là sao, ý B của cô với từ heightening thì nghĩa là gì, tăng cường cái gì đấy, là tăng cường cái sự đấy. Cô có từ sau này, rồi cô có cái từ là collective nghĩa là gì, cái sự gắn kết với các quốc gia trong khu vực nhá. Để xem cho cô xem này, giờ xem cho cô ở trong cái đoạn văn của chúng ta có chỗ nào, giờ cái từ khóa ở trong cái câu này của cô chính là cái từ priority. Trở với từ priority của chúng ta, xem cho cô trong bài có chỗ nào người ta đề cập đến đó. Cô sẽ có như sau này, cô sẽ thấy cái từ đó ở trong phần đoạn văn số 2 của cô ấy, cô có là the priority. Trở với từ priority, priority trở với gì ạ, những cái ưu tiên gồm có contributing, giờ cô sẽ có từ contribute nghĩa là gì đấy, góp phần vào, giờ cô có cái cụm sau này, cô có cụm từ là contribute, góp phần vào cái gì đấy. Cô có từ regional nghĩa là gì, cô có từ regional nghĩa là khu vực, nghĩa cô có từ peace nghĩa là hòa bình nhá. Thế này cô có từ đó là từ security nghĩa là an ninh nhá, và gì đấy, và stability nghĩa là ổn định nhá. Bằng cách làm sao đấy, bằng cách strengthen, chờ bạn, cô sẽ có từ strengthen nghĩa là gì, thắt chặt đúng không ạ, là cái gì đấy, cái solidarity, tình đoàn kết của ASEAN nhá, và gì nữa, cô có từ đó là từ unity nghĩa là gì, cái sự hợp tác nhé. Vậy thì cô sẽ thấy như sau ấy, ưu tiên nó gồm có cái việc làm gì, góp phần vào đúng không ạ, vào an ninh nhờ, vào ổn định nhờ, và vào nhờ, vào gì, góp phần vào hòa bình an ninh và ổn định khu vực nhờ. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này, nhờ ý A của ý B của cô là tăng cường nhờ, thì cô sẽ thấy là ý A của cô là phát triển cái hòa bình an ninh và ổn định của cấp độ làm sao để international. Giờ cô sẽ có từ international nghĩa là quốc tế. Nhưng mà ở trong này thì người ta bảo là gì đấy ạ? Ở trong này người ta bảo là ưu tiên cho cái việc là góp phần vào cái gì đấy ạ? Vào cái hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cơ. Vấn đề ở đây là mục tiêu là ở khu vực cơ, chứ không phải là quốc tế. Đấy nhá. Vậy thì với cái câu này của chúng ta thì cô sẽ thấy được là ý A của cô không đúng rồi. Đó ạ. Nhá, tiếp này. Cô sẽ có như sau này. Thế thì cả chủ đề này đã được được làm sao được hỗ trợ trong cái bài phát biểu đúng không ạ? À sorry, cái chủ đề này đã được làm sao trong cái năm cái ưu tiên đúng không ạ? Được xác định ở trong cái bài phát biểu nhựa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhựa. Những cái ưu tiên đó gồm có cái việc góp phần vào nhựa, vào an ninh nhựa, vào hòa bình, vào an ninh và ổn định khu vực nhựa, bằng cách làm sao đây, bằng cách thắt chặt cái tình đoàn kết ASEAN và cái gì nữa, cô có từ unity nghĩa là gì đấy ạ? Dạ, và cái gì nữa, và cái sự thống nhất trong ASEAN nhá. Tiếp này cô có từ tiếp theo của chúng ta này, dạ, cô có từ intensify nhá, thì cô có từ intensify của chúng ta nghĩa là gì, dạ, với từ intensify, intensify nghĩa là gì đấy, dạ, làm tăng cái gì đấy, cô có từ dạ, với từ reason, regional của chúng ta nghĩa là thuộc về khu vực, cô có từ collect dạ, với từ collectivity nghĩa là gì đấy, tăng cái gì của khu vực đấy, tăng cường cái sự kết nối, cô sẽ có sự kết nối của khu vực này nhờ, thông qua cái việc sử dụng digital nhờ, kỹ thuật số đúng không ạ, và nó những cái công nghệ mới nhé. Vậy xem cô ấy tăng cường cái sự kết nối khu vực thông qua việc sử dụng công nghệ và nhờ, sử dụng kỹ thuật số, công nghệ kỹ thuật số và tân tiến, thì cô sẽ có như sau, ý B của ý C của cô là sao, ý B của cô là gì đấy, tăng cường cái sự kết nối trong các quốc gia ở trong khu vực nhá. Ý B của cô là tăng cường cái sự kết nối của các quốc gia trong khu vực, thì nó sẽ chính là cái phần thông tin này nhá, gì ạ,
là Google sẽ có là tăng cường intensify, đúng không? Tăng cường cái sự kết nối trong khu vực thông qua việc sử dụng công nghệ, kỹ thuật số và những công nghệ tân tiến. Nhá, vậy thì ý C của cô đúng. Đúng ạ. Tiếp này, ý C của cô là sao? Ý C cô có từ encourage, nghĩa là gì đấy? Encourage nghĩa là gì? Khuyến khích. Nhớ, khuyến khích cái gì đấy ạ? Chờ, khuyến khích cái identity. Nhớ, nhớ, cô có từ encourage, nghĩa là khuyến khích, nghĩa là thúc đẩy. Là thúc đẩy bản sắc của ASEAN và những cái giá trị chung. Cô có từ share, kết về từ values, nghĩa là giá trị chung. Nhớ vậy dịch là thúc đẩy bản sắc ASEAN và các giá trị chung. Vậy em xem cho cô xem trong này của cô nó có cái chủ đề không ạ? Đây rồi. Cô có luôn cái thông tin này luôn, đúng không? Cô sẽ có là promote. Nhớ, cô có từ promoting ASEAN identities and shared values. Ok, đây là thúc đẩy cái bản sắc ASEAN và giá trị chung. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý C của câu đó có. Yeah. Ý thế cô thì sao? Ý thế cô với từ improving nghĩa là gì? Cải thiện cái gì đấy? Cô có từ partnership nghĩa là gì? Quan hệ đối tác global, toàn cầu. Yeah. Vì cái mục đích là peace, hòa bình và gì ạ? Và sustainable development, phát triển ổn định. Nghĩa là gì cả? Cải thiện mối quan hệ đối tác toàn cầu vì hòa bình và phát triển bền vững. Thì cô sẽ có như sau này. Nhờ cô sẽ có sao cô có cái phần thông tin đó đây luôn này. Cô có từ strengthening. Chờ với từ strengthening. Nhớ global partnership for peace and for peace and sustainable development. Nhớ có cái phần thông tin đó. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý đề của cô cũng đúng. Sau cô ơi, chuyển cô sang câu số 3. Với câu số 3, người ta hỏi em cái từ đó là từ disturbing. Nhớ với từ disturbing của chúng ta, với từ disturbing của chúng ta trong đoạn văn số 3 này có nghĩa là gì? Vậy thì đây là dạng câu hỏi về từ vựng, em dùng ngữ cảnh đoán nghĩa của từ đó cho cô. Thì cô sẽ có như sau. Thì cô có từ despite nghĩa là mặc dù. Mặc dù cái mục tiêu là gì đấy? Chờ, mặc dù cái mục tiêu là intensify. Cô có từ intensify. Intensify đúng không ạ? Mặc dù cái mục tiêu là gì đấy? Là cái tăng cường cái sự kết nối khu vực. Nhưng mà cái đại dịch Covid-19 này cũng làm sao đấy ạ? Mặc dù cái mục tiêu là tăng cường kết nối trong khu vực, nhưng mà cái đại dịch Covid-19 này cũng đang làm sao cái chuỗi cung ứng. Cô có từ supply, ghép với từ trans, nghĩa là gì? Chuỗi cung ứng. Nhờ chuỗi cung ứng làm sao? Global, toàn cầu và regional. Cô có từ regional, nghĩa là khu vực. Nhớ về dịch như sao vậy? Đây gì cả? Mặc dù, đúng không ạ? Mục tiêu là tăng cường kết nối khu vực, nhưng mà đại dịch Covid-19 này cũng đang làm sao để cái chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực. Thì cô sẽ có ý là cô với từ increasing, nghĩa là tăng lên, không phải, đúng không ạ? Thế ý B cô với từ collecting, nghĩa là kết nối, không phải, được chưa? Thế mà ý D của cô với từ shortening, nghĩa là làm rút ngắn lại, không phải. Thì cô sẽ chọn được ý C. Cô sẽ ra từ disturbing của chúng ta bằng với từ interrupting, nghĩa là gì? Làm xáo trộn, làm gián đoạn. Sau câu 3, chuyển cô sang câu số 4. Câu số 4, người ta muốn hỏi em cái cụm từ, đó là cái cụm từ fastened transmission curve, nghĩa là gì? Nhá. Vậy đây là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ, tìm cho cô xem này. Chờ, xem cho cô xem cái cụm từ là fastened the transmission curve, nghĩa là gì? Cô có như sau này. Rất là nhiều quốc gia, cô có cụm từ là in total, ok, or partial. Thì cô có từ in total nghĩa là gì? Nhớ với cái cụm từ là in total nghĩa là gì? Nghĩa là toàn bộ. Nhớ hoặc là gì đấy? Thì cô có từ partial nghĩa là gì? Một phần. Nhớ. Cô có từ lockdown nghĩa là phong tỏa. Vậy thì cả rất nhiều quốc gia đã phong tỏa một phần hoặc phong tỏa toàn bộ. Nhớ cô có in total nghĩa là toàn bộ. Cô có từ partial nghĩa là một phần. Vậy là rất nhiều quốc gia đã phong tỏa toàn bộ hoặc phong tỏa một tuần, một phần, đúng không ạ? Để mà làm gì? Để mà flatten. Để mà flatten the transmission curve. Nghĩa là gì? Mình có thể đoán được, đúng không ạ? Hay là rất là nhiều quốc gia đã phong tỏa toàn bộ hoặc phong tỏa một phần để làm giảm cái mức độ lây nhiễm này. Sao thì chúng ta sẽ cô có từ, nghĩa là dù vậy, nghĩa là cô có từ social, nghe về từ distance. Chờ với từ distancing của chúng ta nghĩa là gì đấy? Giãn cách xã hội nhá, theo cụ thể giãn cách xã hội. Dù vậy, giãn cách xã hội đang làm increasing, tăng lên cái việc làm sao the user, nhu cầu của sử dụng của gì đấy, của telecommunication nhá, của viễn thông nhá. Chờ, được sử dụng cho cái việc làm gì đấy, được sử dụng trong cái việc là làm việc từ xa và dạy học online nhá. Vậy thì cô sẽ suy ra cái cụm từ là flatten the transmission. Cô sẽ có suy ra cụm từ là flatten the transmission curve, nghĩa là gì? Nghĩa là làm ngăn chặn, làm lây lan sự lây bệnh, đúng không ạ? Thì cô có như sau này. Cô có ý đề chúng ta với từ assisting, nghĩa là gì? Với từ assisting nghĩa là hỗ trợ các quốc gia khác một cách dễ dàng, không phải. Chờ ý đề cô với từ managing nghĩa là gì? Với từ managing nghĩa là quản lý. Chờ quản lý cái việc transmission, truyền, đúng không ạ? Truyền phát information, thông tin. Chờ ý đề cô là quản lý truyền tải thông tin, không phải, đúng không ạ? Ý C cô với từ reduce nghĩa là giảm cái khó khăn trong cái thời đại dịch này. Cô có từ pandemic nghĩa là đại dịch. Vậy ý C cô không phải. Do đó cô chọn được ý A.
Câu với từ là control này nghĩa là gì? Kiểm soát được cái the spread. Cô có the spread nghĩa là gì? Lây lan của cái đại dịch này. Vậy thì câu 4 cô chọn được ý A. Sau câu 4 chuyện cô sang câu số 5, người ta hỏi em cái từ trend ở trong đoạn văn số 4 ám chỉ cái gì? Thì cô sẽ có như sau này. Thì chúng ta sẽ có là cái xu hướng này. Đấy, thì tiếp cho cô cái này cô nhá, dịch là cái xu hướng này. Đấy, cô dịch này. Là nhiều quốc gia đã phong tỏa toàn bộ hoặc phong tỏa một phần chợ để ngăn chặn, đúng không? Để làm giảm cái mức độ lây lan của cái dịch bệnh này. Chợ dù vậy thì cái giãn cách xã hội cũng là tăng lên cái gì đây? Cái việc sử dụng, đúng không ạ, viễn thông, công nghệ viễn thông cho cái việc làm việc từ xa hoặc là học dạy học online nhá. Cái xu hướng này nhá, với làm sao đây, cô có là in line with nghĩa là với cái gì đấy, cùng với cái priority, cô có từ priority nghĩa là ưu tiên cho cái việc promoting, thúc đẩy công nghệ kỹ thuật số nhá, thì đang làm cho đây ạ. Chúng ta có cái anh là enable somebody to something, giúp cho ai đó có thể làm gì, giúp cho Việt Nam có thể carry out, tiến hành được, nhớ ạ, cái gì đấy, cái trách nhiệm chủ tịch ASEAN của mình, nhận bằng cách holding, cô có từ holding nghĩa là tổ chức những cái gì, cô có từ virtual nghĩa là gì, trở với từ virtual meeting thì nghĩa là gì, những cái cuộc họp trực tuyến nhá với các thành viên ASEAN và những cái gì ạ, và những cái partner, cô có từ partner nghĩa là đối tác, rồi cô có từ đó là từ external, trở với từ external nghĩa là bên ngoài. Nhớ cô dịch cả cái đoạn văn này chúng ta như sau này: nhiều quốc gia đã phong tỏa toàn bộ, phong tỏa một phần để mà nhằm hạn chế cái sự lây lan của đại dịch này. Nhờ, và tuy vậy thì cái sự giãn cách xã hội đấy cũng sẽ làm tăng cái việc sử dụng công nghệ viễn thông trong cái việc làm việc từ xa và dạy học online, đúng không ạ? Dạy học online. Cái xu hướng này, vậy cái xu hướng đấy chính là cái gì? Nhờ, chính là cái sự gia tăng trong sự cái việc sử dụng công nghệ viễn thông này, đúng không ạ? Cùng với cái sự ưu tiên cho việc thúc đẩy cái công nghệ thuyết số đấy, đúng không ạ? Thì giúp cho Việt Nam có thể thực hiện được cái vai trò chủ tọa của mình. Nhờ, bằng cách tổ chức những cuộc họp trực tuyến với các thành viên của ASEAN và những đối tác bên ngoài. Vậy cô sinh ra cái từ trend của chúng ta, cái xu hướng này chính là gì? Chờ ý ở cô đó là cái việc là gì đấy? Làm việc từ xa và dạy học online. Nhờ, cô sẽ có như sau này. Cái xu hướng này cùng với, vậy thì cái xu hướng này không phải là cái việc dạy học online với lại làm việc từ xa đâu, mà là cái xu hướng là tăng lên cho cái việc sử dụng công nghệ viễn thông nhá. Nên là ý A của cô không đúng. Chờ ý B cô đó là cái sự tăng lên, người ta dùng increasing nghĩa là tăng lên cho việc sử dụng công nghệ viễn thông nhá. Vậy thì cô sẽ chọn được ý B cơ nhá. Ý C cô đó là phong tỏa toàn bộ, phong tỏa một phần rất nhiều quốc gia, không phải, đúng không ạ? Ý D cô là giãn cách xã hội, không phải. Chờ sau câu đấy chuyển cô sang câu số 6. Nhờ câu số 6 người ta bảo là như được mentioned, được đề cập trong đoạn văn này, thì cái chương trình nào mà Việt Nam đã làm sao đây? Đã issued. Đã làm sao để mà deal with, để mà giải quyết với complex. Thì cô sẽ có từ complex nghĩa là gì? Cái sự phức tạp, đúng không ạ? Development, phát triển của pandemic, đại dịch. Thì câu 6 gì các giáo như được đề cập trong đoạn văn này thì Việt Nam đã làm sao đã issue. Cô có từ issue nghĩa là ban hành. Hay dịch là như được đề cập trong đoạn văn thì Việt Nam đã ban hành cái chương trình nào để mà có thể đối phó được với cái sự diễn biến phức tạp của đại dịch này nhá. Vậy em sẽ nhớ qua sau, đây là dạng câu hỏi đọc và trả lời này. Em sẽ tìm cho cô trong bài xem có chỗ nào người ta đề cập đến cái program, cái chương trình mà Việt Nam đã ban hành để mà deal with, giải quyết cái tính chất phát triển, cái sự diễn biến phức tạp của đại dịch này. Thì bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Cô đọc hết đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 rồi chưa thấy có. Đúng rồi, cô sẽ có như sau này. Xem cho cô ở trong cái đoạn văn cuối nhá. Đoạn văn cuối thì cô sẽ có như sau này. Chờ, với cái câu này chúng ta sẽ có như sau. Xem cho cô xem trong đoạn văn cuối của chúng ta này, có chỗ nào người ta đề cập tới cái vấn đề đó. Cô sẽ có như sau này. Chờ, cô sẽ thấy có cái từ sau này. Cô thấy cái từ là COVID ở đây. Cô thấy cái anh là COVID ở đây. Thì cô sẽ đọc bắt đầu từ đây. Cô có là since, nghĩa là từ khi. Chờ, the beginning, bắt đầu của outbreak. Chờ, cô sẽ có từ outbreak nghĩa là gì? Với từ outbreak nghĩa là bùng phát, đúng không ạ? Kể từ khi bắt đầu bùng phát cái đại dịch này thì Việt Nam đã làm sao? Đã một, nghĩa là cô có từ closely nghĩa là gì? Nhờ, cô có cái từ đó là từ closely nghĩa là chặt chẽ. Nhờ, cô có từ work, chứ là work with nghĩa là gì? Hợp tác, kết hợp. Nhờ, kể từ khi bắt đầu cái dịch bùng phát thì Việt Nam đã làm sao hợp tác chặt chẽ với các thành viên của ASEAN để mà giúp làm sao cope with, để có thể đương đầu được với cái diễn biến phức tạp của đại dịch này. Nhờ, chứ, vào ngày 14 tháng 2 Việt Nam đã ban hành một cái gì đấy ạ? Đã ban hành cái statement, cô có từ statement nghĩa là gì? Cái tuyên bố của chủ tịch nhá, về cái gì đấy, về cái nỗ lực của tập thể nhá. Cô có từ collective nghĩa là tập thể nhá, với từ collective nghĩa là tập thể. Nhá, cô có từ respond nghĩa là gì đấy?
nghĩa là cái phản ứng, đúng không ạ, cái sự nỗ lực của tập thể trong cái việc làm sao outbreak, bùng phát của COVID-19 này, mà nó làm sao nó trust, có từ trust nghĩa là nhấn mạnh tới cái importance, cái tầm quan trọng của solidarity, của tình đoàn kết của ASEAN, đúng không ạ, và thúc đẩy cái gì đấy, thúc đẩy cái cooperation, hợp tác, đúng không ạ, trên gì ạ, có từ multiple, cái về từ là có nghĩa là nhiều cấp độ. Thì cô sẽ dịch như sau này, dịch hoàn chỉnh cái này cô như sau này: kể từ khi bắt đầu kể từ khi bắt đầu bùng phát thì Việt Nam đã làm sao hợp tác chặt chẽ với các thành viên của ASEAN để giúp, đúng không ạ, để giúp làm sao đấy, để giúp có thể đối phó được với cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh này. Vào ngày 14 tháng 2, Việt Nam đã ban hành một cái gì ạ? Ban hành một cái tuyên bố của chủ tịch về cái gọi là cái sự ứng phó của tập thể, đúng không ạ, với cái đại dịch COVID-19 này, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết ASEAN và thúc đẩy cái sự hợp tác trên nhiều cấp độ. Thì cô sẽ thấy được là, vậy rốt cuộc là như được đề cập trong đoạn văn này, thì cái chương trình là Việt Nam đã ban hành để mà giúp xử lý đối phó với cái diễn biến phức tạp của đại dịch. Chợ ý là cô phải sao ấy? Chợ ý là cô có từ, đó là từ với từ implementation, nghĩa là gì đấy? Nghĩa là việc thực hiện cái gì đấy? Cái kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN 2015-2025. Không phải, đúng không ạ? Ở tiết này cô sẽ có ý B của cô thì sao? Ý B của cô là chủ đề về gì ạ? Chủ đề về nhờ, ý B của cô là chủ đề về gắn kết và chủ động thích ứng. Nhờ, không phải, đúng không ạ? Tiếp này ý C của cô là hơn 300 cuộc họp. Nhờ, hơn 300, cô có từ conference nghĩa là gì? Với từ conference nghĩa là hội thảo. Vậy là hơn 300 cái hội thảo và những cái activities, những cái hoạt động. Nhờ, hơn 300 cuộc họp và các hoạt động khác nhau. Không phải, đúng không? Mà ý đề của cô chính là gì ạ? Những cái là gì ạ? Cái tuyên bố của chủ tịch về cái, đúng không ạ? Về cái gì ạ? Về cái response, cái sự ứng phó của, đúng không ạ? Cái sự nỗ lực của tập thể ASEAN với cái sự bùng phát của COVID-19. Vậy cô sang 16, câu 6 cô chọn ý đề. Chờ sau câu 6 chuyển cô sang câu 7 đây. Với câu 7 người ta hỏi according to, như ạ? Câu hỏi đọc giống, đúng không ạ? Theo đoạn văn này thì câu nào dưới đây là đúng? Nhá. Thì cô sẽ có như sau, với cái dạng câu hỏi là câu nào dưới đây là đúng, chúng ta sẽ làm cho cô theo kiểu như sau. Nhớ, cô sẽ có như sau này. Cô xét từng phương án một trên cơ sở là em gần như em dịch hết cả bài. Bây giờ em sẽ xem cho cô như sau này. Chờ ý là cô là Việt Nam sẽ không postpone. Cô có từ postpone nghĩa là trì hoãn, đúng không ạ? Hay là cancel, hay là hủy bất cứ một cái event, sự kiện nào để mà celebrate, để mà tổ chức cái kỷ niệm 25 năm. Chờ gì là Việt Nam sẽ không trì hoãn hay hủy bỏ bất kỳ một cái sự kiện nào. Chờ nhằm kỷ niệm 25 năm là thành viên của ASEAN. Nhớ, cô sẽ có như sau này. Chờ chúng ta sẽ xem cho cô xem này, ở trong này người ta có đề cập tới cái kỷ niệm 25 năm này, cô đọc vào đó nhé. Thì cô sẽ có như sau, Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức hơn 300 những cái hội thảo khác nhau và những hoạt động trong suốt cái nhiệm kỳ, đúng không ạ, để mà tổ chức kỷ niệm 25 năm là gọi là thành viên của ASEAN và thúc đẩy cái sự tương tác trong khu vực. Thì cô sẽ có như sau này. Ý có gì là Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức hơn 300 những cái hội thảo khác nhau ở chợ và những hoạt động trong suốt cái gì ạ? Trong suốt cái nhiệm kỳ, trong suốt cái nhiệm kỳ của mình, để mà tổ chức, để mà kỷ niệm 25 năm là thành viên của cái tổ chức này chợ và thúc đẩy. Thì cô sẽ thấy là Việt Nam không trì hoãn hay hủy bỏ bất cứ một sự kiện nào nhằm kỷ niệm 25 năm ASEAN. Chờ chúng ta sẽ có như sau này, đọc cho cô đằng sau này. Nhưng mà cái pandemic, cái đại dịch này đang causing, gây ra numerous, cô có từ numerous nghĩa là rất là nhiều những cái, nó đã khiến cho rất nhiều những cái event, sự kiện phải làm sao, phải postpone, phải hủy, phải hoãn, thậm chí là phải hủy. Vậy thì cô sẽ thấy được là căn cứ phần thông tin chỗ này này. Chờ nhưng mà cái đại dịch này đã khiến cho rất là nhiều những sự kiện phải bị hoãn hoặc là hủy. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý là cô nói rằng là Việt Nam sẽ không trì hoãn hay hủy bỏ bất cứ một cái sự kiện nào nhằm kỷ niệm 25 năm là thành viên của ASEAN là không đúng, đúng không ạ? Ý B của cô là sao? Ý B của cô dịch là cái đại dịch này không thể ngăn cản Việt Nam thực hiện cái vai trò chủ tọa của mình. Nhờ cô có cái cấu trúc là be unable to do something, không thể làm gì. Cô lại có cái cấu trúc là prevent, với cái cấu trúc là prevent somebody from doing something, nhờ ngăn cản ai đó làm gì. Cô lại có cụm động từ là carry out, nghĩa là tiến hành. Vậy xem cho cô như sau này. Cô có đọc, lúc trước cô đọc có thấy có cái phần thông tin đó rồi. Thì cô sẽ có như sau này. Cô sẽ thấy nó ở trong cái phần thông tin của đoạn văn số 4. Đúng không? Gì là rất là nhiều các quốc gia đã thực hiện cái tình trạng là phong tỏa. Đúng không? Phong tỏa theo kiểu là toàn bộ hoặc là một phần để mà nhằm hạn chế cái sự lây lan của dịch bệnh này.
Nhưng mà cái sự giãn cách xã hội đấy lại làm tăng lên cái nhu cầu việc sử dụng công nghệ viễn thông cho cái việc là làm việc tại nhà, làm việc từ xa hoặc là dạy học online, đúng không ạ? Và cái xu hướng này cùng với cái sự ưu tiên trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ kỹ thuật số đã giúp cho Việt Nam, cô có cái phần thông tin sau này, đúng không ạ? Nó giúp cho Việt Nam có thể thực hiện được cái vai trò trách nhiệm chủ tọa của mình nhé. Vậy thì cô sẽ thấy được là đại dịch đấy sẽ không ngăn cản được Việt Nam trong đại dịch đấy đã không thể ngăn cản được Việt Nam cái thực hiện cái trách nhiệm chủ tọa ASEAN của mình, nên cô sẽ thấy được là ý B của cô đúng nhé. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C của cô là sự bùng nổ của COVID-19 đã làm sao để undermine. Chờ, cô có từ undermine nghĩa là gì? Làm suy yếu cái sự thống nhất của các thành viên ASEAN trong năm gần đây. Không phải đúng không ạ? Người ta làm tăng cường tiếp. Ý đề cô là gì? Năm cái ưu tiên của Việt Nam, đúng không ạ? Không được ủng hộ bởi những cái thành viên của ASEAN. Như cô sẽ có như sau đây. Chờ, chúng ta sẽ đọc cho cô cái phần thông tin sau trong do cô có cái phần thông tin này. Như cô sẽ có như sau trong cái dịch là mặc dù nhớ dịch là mặc dù có cái sự làm sao cô có từ division. Là danh từ của động từ là divide, nghĩa là gì? Chia, đúng không ạ? Vậy cô có từ division, nghĩa là sự phân chia. Là mặc dù có sự phân chia trong ASEAN về cái cách mà làm sao respond to. Cô có cái anh là respond to, nghĩa là gì? Nghĩa là đối phó với Trung Quốc về vấn đề gì đấy? Về vấn đề Biển Đông, nhá. Đã làm gì ạ? Đã làm suy yếu, đúng không ạ? Đã làm suy yếu cái sự làm sao sự thống nhất trong những năm gần đây. Nhá, cô sẽ có làm sao chú ý vào thông tin này. Mặc dù có cái sự làm sao lại có cái sự phân chia trong cái cách mà đúng không ạ, trong cái cách đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông nhá, lấy làm sao đây gì là mặc dù nhá gì mặc dù có những cái sự phân chia trong ASEAN về mặc dù có cái sự phân hóa trong ASEAN về cái cách đối phó với Trung Quốc vấn đề Biển Đông đã làm suy yếu đi cái sự thống nhất của ASEAN trong năm gần đây, nhưng mà Việt Nam với cái vai trò là chủ tọa của ASEAN đã làm sao đây, đã unify, đã làm gì đây ạ? Có từ unify nghĩa là gì ạ? Đã làm cho cái sự, đã làm gì đấy, đã thống nhất được các thành viên gọi các quốc gia thành viên trong cái cuộc chiến chống lại COVID-19 nhờ. Đọc kỹ cho cô phần thông tin này là mặc dù có cái sự phân hóa trong nội bộ của ASEAN về cái vấn đề là đối phó với Trung Quốc vấn đề Biển Đông nhờ, đã làm gì ạ? Đã làm suy yếu đi cái sự thống nhất của ASEAN trong những năm gần đây, nhưng mà Việt Nam với vai trò là chủ tọa đấy đã làm sao đấy ạ? Đã đang thống nhất các quốc gia thành viên của mình trong cái cuộc chiến chống COVID-19. Cô có cái anh là fight đi với giấy từ là against là đấu tranh chống lại cái gì? Rồi cô có cái anh là fight đi với giấy từ for là đấu tranh cho cái gì? Vậy thì cô sẽ thấy được là ở đây dịch là năm ưu tiên của Việt Nam đã không được ủng hộ bởi các thành viên của ASEAN là không đúng, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ có ý C của cô là gì đấy? Ý C của cô đó là cái đại dịch COVID-19 nên đã làm suy yếu cái sự thống nhất của ASEAN, của thành viên ASEAN. Chờ, cái mà làm suy yếu đi cái sự thống nhất của các thành viên trong ASEAN trong năm gần đây ấy, không phải là đại dịch COVID-19 mà là do cái vấn đề ứng phó, vấn đề giải quyết và vấn đề cái cách mà để mà đối phó với Trung Quốc và vấn đề Biển Đông mới làm nhảy đọc cho rồi nhờ. Chính là cái cách để mà đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông mới làm suy yếu cái tính thống nhất của ASEAN trong năm gần đây, chứ không phải là do đại dịch COVID-19. Lên ý C của cô không đúng nhờ. Ý đề của cô là năm ưu tiên của Việt Nam đấy không được ủng hộ bởi các thành viên của ASEAN. Không phải, đúng không ạ? Trong này các bạn sẽ thấy rằng là năm cái ưu tiên đấy, đúng không ạ? Được làm sao đấy? Giúp góp phần cho làm sao đấy? Giúp góp phần là sao đấy? Là gắn kết các thành viên của ASEAN lại thì không phải là không có được ủng hộ. Ý đề của cô không đúng. Quay lại cho cô với câu số 1 của chúng ta. Vậy thì rốt cuộc là chủ đề chính của đoạn văn này là gì? Ý là cô với từ role nghĩa là vai trò của Việt Nam trong cái việc giúp các thành viên của ASEAN. Thế này cô sẽ thấy là em xem cho cô xem là ý à cô đã đủ cái thông tin nó đã đủ bao quát chưa? Chứ ý à cô là vai trò của Việt Nam trong việc giúp đỡ các thành viên ASEAN. Không phải, đúng không ạ? Không phải là giúp đỡ các thành viên khác mà là gắn kết các thành viên khác, thúc đẩy cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất, đúng không ạ? Vì hòa bình, vì phát triển và an ninh khu vực. Thế thì ý à của cô không đúng. Nhờ ý bê cô với từ challenge. Chờ với từ challenge nghĩa là gì đấy? Chờ với từ challenge nghĩa là gì? Với từ challenge nghĩa là thách thức, đúng không ạ? Thách thức của COVID-19 nhờ lên ASEAN. Không phải, đúng không ạ? Ý C của cô là Việt Nam đã address, cô có từ address nghĩa là gì đấy? Với từ address nghĩa là gì? Giải quyết cái vấn đề về gì đấy? Việt Nam đã khống chế cái sự lây lan của COVID-19, không phải đúng không ạ? Thì cô này người ta mà nói rằng là vai trò của ASEAN rồi vai trò của Việt Nam với vai trò là chủ tọa đúng không? Của ASEAN. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý C của cô không đúng. Vậy cô sẽ chọn được là ý D của cô. Ý D của cô là những cái nỗ lực của Việt Nam trong cái việc thực hiện đúng không ạ? Thực hiện cái gì đấy? Những nỗ lực của Việt Nam cho cái việc hoàn thành cái thực hiện cái chủ đề cái chủ đề với vai trò là chủ tịch của ASEAN. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D em nhé.